một trong những quán bánh canh lâu đời nhất của thành phố Nha Trang. Các bạn có thử chưa? Và chúng ta đi ăn thử quán bánh canh lâu đời nhất của thành phố Nha Trang. Bánh canh bà Thừa. Dạ không ạ. Mấy anh em gọi bát tô đầy đủ. Cái đó là cái gì đấy? Lòng cá. Trông ngon quá. Bánh canh bà Thừa Tèo Anh. Chắc là cũng có một cậu nữa là cậu Tèo Em. Có nhiều món lắm. Đây, cái là chả cá cũng có vẻ là người bán mạnh chả cá ở đây. Ok, món ăn đã ra rồi. Chúng ta xem có cái gì ở trong nhá. Về cách bố trí thì nó rất là đơn giản, trông rất là đơn giản. À, ui, nhiều góc bình lắm. Mỗi loại một tí. Đây là... Chân châu xương xa hạt lựu. Đây là cái gì anh nào? Gan. Anh nào? Gan. Đây là cái gì ạ? Cái này là cá, lòng cá. Lòng cá này, đây là lòng... Gan cá này. Đây là trứng cá. Gần cho gần về đây, mọi người mới nhìn được. Đây là trứng cút. Đây là cá viên. Đây là chả cá. Anh quay kiểu gì mà nó chúc ngược thế này. Ai biết được. Chả cá. Đây là thịt cá. Đây là một miếng ruột cá nữa. Bao tử cá. Ui bằng to này á. Đây, quay tiếp xuống đây. Nó gọi thêm đĩa chả cá nữa. Chả đi. Hợp lý đấy nhỉ. Ở đây có mắm này. Có ớt này. Thêm một đĩa chả cá có hành ở trên, ớt ở trên. Ôi, trông hấp dẫn nhỉ. Đi với anh Nam lần nào ăn cũng ngon này. Toàn món đỉnh của chóp của Nha Trang. Toàn món đỉnh chóp. Đây chanh. Cho hạt tiêu vô, cho chanh vô. Tay to. Rồi, cho thêm một ít ớt. Ở đây mọi người ớt tươi vừa xay ra. Điều xay được quá. Không được, như này không được. Đi thôi, mình không ăn được cay. Rồi, bây giờ chuyện lên. Rồi, thả lên. Mỗi thằng phải phìm cái này. Bây giờ mới chép đây xong rồi đi đổ. Đổ nước mắm ngọt. Ok. Tôi để bát bún lên nhá. Rau gia vị rồi để bát bún lên. Đúng quy trình. Xong rồi lấy cái bát con. Này, cho bát con cùng. Thì lấy được mắm nhạt ra. Nước mắm ngọt thì được, mắm ngọt. Đó. Để ăn kèm cùng với cả chả cá. Thôi được rồi, nóng lòng quá chén luôn thôi. Đấy, ăn thử với chả cá trước. Ít hành này, ăn cùng với chả cá này. Yeah, chấm với nước mắm này. Được rồi nào. Yeah. Ngon. Cái cá mềm cực, ngon. Thơm nhá. Cái thú vị lắm nhá. Chưa, ăn thử bún nhá. Đó, cái bánh canh nhá. Nhà đang bao việc ngồi chờ ông review này. Thực phẩm, ăn nữa phải. Nó phải từ từ. Có biết là giờ ai đang rất nhiều việc không? Bánh canh ngon các bạn. Thôi, kết thúc chương trình review thực phẩm ở đây. Một giây trước. Hết xong. Và mình cá cuối cùng. Kẻ nốt. Ăn này tí nhảy ra biển bơi 18 cây nữa. Lại có tí ớt vào thôi mà. Ok cây nhẫn nhạc. Tuyệt vời. Này có một em gái lau mồ hôi cho ok nhỉ. Em gái không tưởng tượng, lòng hôi ra.